Mẹ, hay là tụi con tìm người giúp việc cho mẹ nghỉ ngơi thêm nhé. Không được đâu. Làm như vậy mẹ còn chết sớm hơn đó con. Mẹ nói linh ta linh tinh. Mấy ngày nay không có đêm nào mẹ ngủ được. Mẹ mất ngủ à? Mẹ không thể nào hiểu được tại sao lại có chuyện như vậy. Nghĩa, tại sao con làm như vậy? Làm gì à? Mẹ biết tại sao mỗi ngày con pha sữa cho Khái Hảo. Dẫu sao mẹ cũng đã ghét con rồi, giờ mẹ ghét thêm chút nữa chắc con vẫn chịu được. Ra ngay. Con sẽ ra ngoài, nhưng vì mẹ đã nghe bản ghi âm đó rồi thì mẹ cần phải nghe bản full, vì một nửa sự thật không phải là sự thật. Nếu như mẹ đã nghe được là đã có lúc con oán giận mẹ, thì mẹ cần phải nghe được con muốn được mẹ yêu thương và ôm ấp như thế nào. Chị ra khỏi đây! Tôi không mẹ. Nghe! Tôi không nghe! Mẹ! Mẹ! Tôi không mẹ nghe. Cần phải nghe! Mẹ! Tôi cần đây! Mẹ nghe. Cần phải nghe! Cô Tuyết! Cô Tuyết đâu? Dạ em đây ạ! Cô đi ra ngoài! Cô đi ra ngoài đi! Bữa nay không có nghĩa hả anh? Thật ra bữa nay tôi có say nghĩa đi việc của tôi. Câu chuyện nó là thế này. Thời gian gần đây tôi thấy mình cũng có tuổi rồi. Không biết sẽ trụ lại ở Lan Hà được bao lâu nữa. Anh em ở đây đều là anh em thân thiết đối với tôi. Đi với tôi từ những ngày đầu xây dựng Lan Hà, cho nên tôi cũng không giấu. Nếu sau này tôi rút thì mọi người thấy cậu Nghĩa thế nào? Chú ơi, chú cho con chơi với mèo một tí được không ạ? Nè, con chơi đi. Em ơi. Gôn, đi theo con không bố đợi. Vâng ạ, bye bye em mèo. Con chào chú ạ. Bye bye con. Vâng. Con ạ. Cháu chào bác ạ. Em đang vội đưa bé Gôn đi khám răng. Hẹn gặp chị nói chuyện sau nhé.